Xin chào tất cả mọi người. Ở trang 126 của chương 8, chúng ta đã học bài ngữ pháp L'imparfait des verbes impersonnels, thì imparfait của các động từ vô nhân xưng. Chẳng hạn như chúng ta có động từ être, thì hình thức vô nhân xưng của nó là se là đây là, và khi đổi qua thì imparfait nó là c'était. Động từ avoir, thì chúng ta có il y a, thì imparfait là il y avait, và faire, in faire, thì chúng ta có imparfait là in faisait. Và chúng ta đã nói đây là một thì rất quan trọng, nhưng mà ở trong bài này, ở chương 8 này, người ta chỉ giới hạn trong việc dùng thì imparfait cho các động từ vô nhân xưng. Và cái thứ hai nữa là người ta chỉ giới hạn trong việc mô tả chức năng của imparfait là nêu lên một cái sự mô tả trong quá khứ. Thực sự ra imparfait nó có các cái công dụng khác nữa. Và sau đây chúng ta hãy tìm hiểu cái cách thành lập cũng như là các cái công dụng đầy đủ của thì imparfait. Thì imparfait, cách thành lập và cách sử dụng. Trước hết chúng ta coi cái tên imparfait này, chúng ta đừng cố gắng dịch ra. Chúng ta đừng có dịch ra bằng cái tiếng Việt, bởi vì nó cũng sẽ không có mô tả được cái chức năng của nó. Chúng ta cứ gọi là imparfait. Và sau đây chúng ta tìm hiểu cách thành lập, và sau đó chúng ta tìm hiểu cách sử dụng, thì chúng ta sẽ hiểu thì imparfait nó là cái gì. Số 1, cách thành lập. Muốn thành lập thì imparfait thì chúng ta cần học cái bộ đuôi của nó. Tương ứng với ngôi thứ nhất số ít, je, chúng ta có AIS. Tương ứng với ngôi thứ hai số ít là tu, chúng ta có AIS. Tương ứng với ngôi thứ ba số ít là il, chúng ta có AIT. Và tương ứng với ngôi thứ nhất số nhiều nu, chúng ta có IONS. Tương ứng với ngôi thứ hai số nhiều là vu, chúng ta có IOZ. Và tương ứng với ngôi thứ ba số nhiều là il, chúng ta có AIENT. Như vậy chúng ta đọc lại cái bộ đôi của imparfait như sau: AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIENT. Với cái việc mà đọc đi lặp lại nhiều lần, tự chúng ta đọc hoặc là ở trong một cái lớp nào đó thì các người giảng dạy sẽ đọc đi đọc lại và chúng ta sẽ thuộc lòng. Và cái việc thuộc lòng này chúng ta sẽ đưa vào trong cách thành lập của các động từ mà chúng ta muốn chia ở thì imparfait, và chúng ta đọc lại một lần nữa: AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIENT. Đó là cái bộ đuôi để thành lập thì imparfait. Và sau đây chúng ta hãy xem cách thành lập cụ thể. Đây là công thức để thành lập thì imparfait ở mode indicative. Chúng ta lấy ngôi thứ nhất số nhiều của động từ, tức là nu. Nu thì nó có luôn luôn có ONS. Chúng ta bỏ ONS đi và chúng ta thay bằng bộ đuôi ở bên trên. Chúng ta có cái bộ đuôi này là terminaison. Chúng ta lấy động từ ở present để là indicative. Chúng ta bỏ cái đuôi ONS đi và thay vào bằng bộ đuôi như trên: AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIENT. Và sau đây chúng ta hãy áp dụng vào trong một số các cái động từ để xem cái cách thành lập này nó thể hiện ra như thế nào. Trước hết chúng ta lấy một cái động từ ở nhóm 1, đó là động từ parler. Động từ parler được chia ở thì hiện tại của mode indicative như sau: je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Và người ta nói là để muốn thành lập thì imparfait, người ta lấy ngôi thứ nhất số nhiều, tức là nu. Người ta bỏ ONS đi, tức là ba ký tự mà tôi đánh màu đỏ, rồi thay vào bằng bộ đuôi, tức là còn lại thì nó còn lại là cái căn. Còn lại là sau khi bỏ ONS đi thì còn lại là PARL. PARL là chúng ta lấy cái căn và chúng ta ghép cái bộ đuôi mà chúng ta vừa mới đọc ở bên trên: AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIENT. Và động từ parler ở thì imparfait được phát âm như sau: je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Vậy chúng ta thấy là ba ngôi số ít và ngôi thứ ba số nhiều viết khác nhau nhưng mà phát âm giống nhau: je parlais, tu parlais, il parlait, il parlait. Và bây giờ chúng ta lấy một động từ ở nhóm 2, ví dụ là động từ finir. Finir có nghĩa là làm cho xong. Động từ nhóm 2 nó có cái đặc thù là ở ba ngôi số nhiều nó là is, và chúng ta chia ở thì present hiện tại của mode indicative như sau: je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Và cũng với cái quy tắc ở bên trên, người ta lấy ngôi thứ nhất số nhiều tức là nu, người ta bỏ ONS đi, giữ lại cái căn, và lấy cái căn này chúng ta ghép với bộ đuôi, cái căn là F-I-N-I-2-Z, F-I-N-I-2-Z,
và chúng ta ghép với bộ đôi thì sẽ ra thì imperfect của động từ finir như sau: je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chia một số các cái động từ nhóm 3 chia ở thì imperfect. Trước hết chúng ta lấy động từ aller. Aller là một động từ bất quy tắc bởi vì nó là nhóm 3, được chia ở thì hiện tại mode indicative như sau: je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Chúng ta thấy là các cái ngôi thứ nó biến thiên như vậy, nhưng mà người ta muốn lấy ngôi thứ nhất số nhiều là nous, rồi người ta bỏ ons đi, giữ lại cái căn còn lại là a, deux l, chúng ta đưa lên a, deux l, rồi chúng ta lấy cái căn này, chúng ta ghép cái bộ đuôi của imparfait, thì chúng ta sẽ có thì imparfait của động từ aller như sau: j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Chúng ta đọc lại bởi vì cái động từ này nó bất quy tắc: je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Chúng ta lấy ngôi thứ ba, ngôi thứ nhất số nhiều bỏ ons đi và ghép với bộ đuôi: j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Động từ thứ hai là động từ faire. Động từ faire là làm, cũng là một động từ bất quy tắc là nhóm 3, được chia ở thì hiện tại như sau: je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Đây là một động từ rất đặc biệt bởi vì chúng ta thấy là ngôi thứ nhất số nhiều viết là ai mà đọc là e, và ngôi thứ hai số nhiều là fait, nous faisons, và chúng ta bỏ ons đi, giữ lại căn của nó là fais. Chúng ta đưa lên trên này để lấy cái căn này ghép với cái bộ đuôi của imparfait. Và chúng ta nhớ là F-A-I-S này phát âm là phơ. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons. Ở đây cũng là phơ. Je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Như vậy với quy tắc trên, người ta nói là lấy ngôi thứ nhất số nhiều bỏ ons đi, thì chúng ta lấy ngôi thứ nhất số nhiều bỏ ons đi, còn lại những ký tự gì và ký tự đó phát âm ra sao thì chúng ta giữ nguyên để ghép vào với bộ đuôi của imparfait. Và chúng ta nhắc lại, ở đây đọc là phơ, nous faisons, thì trên này là je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Một động từ nhóm 3 khác là động từ boire, có nghĩa là uống. Thì chúng ta thấy ở thì hiện tại của mode indicative, động từ boire được chia như sau: je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Và chúng ta để ý là ngôi thứ nhất số nhiều là nous buvons. Nous buvons, chúng ta bỏ ons cuối đi, tôi đi tô màu đỏ, và giữ lại cái căn của nó. Căn của nó là buv. Chúng ta đưa cái căn lên trên này, buv, và chúng ta ghép cái bộ đuôi của imparfait như đã trình bày bên trên: je buvais, tu buvais, il buvait, nous buvions, vous buviez, il buvait. Và bây giờ còn lại hai trợ động từ, thì chúng ta thấy là chúng ta có động từ avoir và động từ être. Động từ avoir chúng ta cũng chia ra ở thì hiện tại như sau: j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Chúng ta thấy ngôi thứ nhất số nhiều là nous, bỏ đuôi ons đi thì còn lại căn là av. Chúng ta đưa av lên để ghép vào cái bộ đuôi của imparfait, và chúng ta có thì imparfait như sau: j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Và đây là imparfait của động từ avoir. Và il y a thì đổi thành imparfait cũng là il y avait. Chúng ta lấy avait này, il y a này, đổi thành il y avait. Trước đây đã có. Riêng một động từ duy nhất là động từ être, chúng ta không thể làm theo quy tắc trên, bởi vì chúng ta nhìn vào ngôi thứ nhất số nhiều của động từ être, chúng ta không thấy có ký tự ons như trong các cái trường hợp của các động từ khác. Do đó chúng ta không chia động từ être theo quy tắc trên. Động từ être chia thì hiện tại nó là je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Qua imparfait chúng ta phải học thuộc lòng và chấp nhận. Nó là j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Vậy chúng ta nhắc lại quy tắc chung của cách thành lập thì imparfait là chúng ta lấy ngôi thứ nhất số nhiều là nous, và chúng ta bỏ ons đi, còn lại cái căn, chúng ta lấy căn này ghép với bộ đuôi của imparfait. Bộ đuôi của imparfait là ais, ais, ait, ions, ions, iont,
ngoại trừ động từ être thì chúng ta phải học động từ être có thì em bắt phải là j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Ở trong phần thứ nhất chúng ta vừa học cách thành lập của thì imperfect. Và bây giờ chúng ta coi cách dùng. Và ở đây có ba cách dùng căn bản. Cách dùng thứ nhất là thì imperfect nó diễn tả một sự kéo dài trong quá khứ. Tiếng Pháp là la durée. Chẳng hạn, khi ông ấy còn trẻ, ông ấy hút thuốc và uống rượu rất nhiều. Như vậy mô tả một cái tình trạng gì ở trong quá khứ mà nó kéo rất lâu, rất là dài. Quand il était jeune, il fumait et il buvait beaucoup. Như vậy trong câu ví dụ thứ nhất, người ta áp dụng động từ être, quand il était, khi ông ấy còn trẻ, in fume, động từ nhóm 1, et in buvait, động từ nhóm 3 mà chúng ta vừa mới chia ở bên trên, in buvait beaucoup, uống rất nhiều, ý ở đây là uống rượu. Chức năng thứ hai của thì imperfect nó là diễn tả một sự lặp đi lặp lại trong quá khứ, sự lặp đi lặp lại người ta gọi là la repetition. Có nghĩa là cái hành động này có thể là không kéo dài, nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại trong quá khứ. Hồi tôi 18 tuổi, tối nào tôi cũng đi học các cái khóa buổi tối, tức là chuẩn bị thi tú tài để vào đại học đó. Quand j'avais 18 ans, avait là ngôi thứ nhất, số ít của động từ avoir. Khi tôi 18 tuổi, tối nào, j'allais tous les jours au cours du soir, ngày nào tôi cũng đi vào học các cái khóa học buổi tối. Như vậy là đi học khóa học là nó kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng mà tối nào cũng đi, nó là một cái sự lặp đi lặp lại thường xuyên ở trong quá khứ. Đó là chức năng thứ hai của thì imperfect. Chức năng thứ ba của thì imperfect đó là nó là một cái thể để kể chuyện, để mô tả quá khứ, mô tả và kể chuyện. Ví dụ, người ta mô tả cái tình hình ở trong một cái siêu thị lúc ấy, đây là người ta đang mô tả một tình hình có lẽ là cuối tuần trước hay là khi nào đó. Siêu thị lúc ấy đông nghẹt người, mọi người đều cứ chọn hàng hóa không có mắc, tức là rẻ tiền, bởi vì lúc đó là thời kỳ khuyến mãi. Le magasin était plein, était là ngôi thứ ba, số ít của động từ être. Le magasin était plein, lúc ấy cửa hàng thì đầy. Tout le monde choisissait des articles. Article là các cái món hàng, các cái mặt hàng ở trong siêu thị. Người ta chọn lựa các cái món hàng. Pas cher, cher là mắc, pas cher là không có mắc. Và chúng ta tạm gọi là rẻ tiền cũng được. Car, bởi vì c'était le période de promotion. Lúc đó là thời kỳ khuyến mãi. Khuyến mãi do đó người ta tới siêu thị rất đông để chọn những cái hàng hóa nó được khuyến mãi. Như vậy chúng ta thấy nhắc lại ba cái chức năng của thì imperfect. Thứ nhất là diễn tả sự kéo dài trong quá khứ khi tôi còn nhỏ, khi ông ấy còn nhỏ, còn trẻ. Chức năng thứ hai là lặp đi lặp lại trong quá khứ. Và chức năng thứ ba, đây là chức năng rất quan trọng của thì imperfect, mô tả kể chuyện quá khứ. Và bây giờ chúng ta hãy làm các cái bài tập ở trong sách bài tập. Câu số 3, các bạn hãy bổ túc các cái bài bên dưới này với c'était, il y avait, où, il faisait. Đây là ba động từ vô nhân xưng mà chúng ta đã học trong phần giáo khoa. Và chúng ta thấy cái bài tập này là có dạng một cái email theannie@gmail.fr, người viết là Annie, gửi cho marion@web.fr. Cái chủ đề của cái email này đó là de nouvelles, viết tin tức. Và bây giờ chúng ta coi nội dung của cái email này và chúng ta hãy điền bằng các cái chữ hoặc là CT hoặc là in la ve hoặc là in phơ re. Salut Marion, Annie viết mail là chào Marion, comment ça va, bạn có khỏe không, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, cuối tuần này bạn đã làm gì. Moi, je suis allé au festival de la BD d'Angoulême. Mình thì mình đã đi tới cái festival về các cái tranh hội họa, tranh hoạt họa ở của thành phố Angoulême. Thành phố Angoulême là một thành phố ở nằm phía tây nam của nước Pháp, gần Bordeaux. Và chúng ta điền vào lúc đấy có rất nhiều người và chúng ta dùng il y avait. Il y avait là có và đây là nói về thời gian quá khứ. Il y avait. Il y avait du monde, mais nhưng mà thực sự là rất là hay. Mais c'était génial. CT là quá khứ của xe đó. Và xe là cái này. Xe genial thì chúng ta gọi là CT genial.
Cô ta đang mô tả cái festival. Genia là một cái tính từ của giới trẻ rất hay dùng, ý nói là rất là hay, rất là tuyệt, tuyệt vời. Genia là ona rencontre l'un de dessinateur. Dessinateur là những người vẽ. Đây là tranh hoạt hình thì phải có người vẽ BD. Tôi viết chữ BD là bande dessinée. BD là viết tắt của bande. Dessinée. Những cái tranh mà được vẽ lên trở thành một cái câu chuyện. Như vậy ở đây ông là tụi tôi, tức là Marion, tức là Annie, có thể là đi với ai trong gia đình hay là bạn bè. Chúng tôi đã gặp rất nhiều những người vẽ, những họa sĩ. Hier, on est allé au château de la Rochefoucauld. Và hôm qua chúng tôi đã đi tới lâu đài của Rochefoucauld. Ở đây có nhiều quần áo của những cái thời kỳ xa xưa rất là đẹp. Như vậy là chúng ta cũng dùng Iliave, bởi vì anh muốn nói là có Iliave. Chúng ta phải dùng Iliave bởi vì không thể để là inferse, nó không có ý nghĩa. Rồi CT cũng không được. On est allé aussi au marché. Chúng tôi cũng đã đi chợ, và chợ đây thì rất là hay, ở thành phố nhỏ, thành phố Angoulême. C'était super. Có rất nhiều các cái món đặc sản của vùng miền, có là Ilia, và đổi qua imparfait là Iliave. Iliave beaucoup beaucoup de spécialités. Spécialité là các cái đặc sản của vùng miền, regional. Mais, nhưng mà trời rất là lạnh. Trời lạnh thì chúng ta biết là phải dùng infer, và đây quá khứ là inferze. Thời tiết rất là lạnh, inferze. Très froid, on a bu du chocolat chaud pour se réchauffer. Và chúng tôi đã uống cái món chocolat nóng để mà sưởi ấm mình. À bientôt, hẹn mau chóng gặp lại bạn. Vậy chúng ta đọc lại email này đã được điền vào bằng thì imparfait. Salut Marion, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Moi, je suis allé au festival de la BD d'Angoulême. Il y avait du monde, mais c'était génial. On a rencontré plein de dessinateurs. Et hier, on est allé au château de la Rochefoucauld. Il y avait des costumes d'époque magnifiques. On est aussi allé au marché. C'était super. Il y avait beaucoup de spécialités régionales, mais il faisait très froid. On a bu du chocolat chaud pour se réchauffer. À bientôt, Annie. Ở bài tập sau, bài tập số 4, người ta yêu cầu chúng ta hãy chuyển đổi những câu đã có sẵn này qua thì imparfait. Ví dụ, Il y a des touristes en janvier, là một câu hỏi chúng ta lên giọng. Vào tháng giêng có du khách không? Il y a des touristes en janvier. Thì chúng ta đổi qua quá khứ bởi vì tháng giêng nó đã qua rồi. Il y avait des touristes en janvier. Il y a, đổi thành il y avait. Câu A, c'est beau ici. Ở đây rất là đẹp. C'est là hiện tại. Chúng ta đổi qua quá khứ là c'était beau. C'était là imparfait của xe. Câu C, câu B, il y a du monde dans ce marché. Ở trong cái chợ này đông người quá. Il y a là hiện tại, đổi qua imparfait là il y avait du monde dans ce marché. Ở trong cái chợ này rất là đông người. Thì chúng ta đổi qua thành Iliave lúc đó. Il fait trop chaud, quá nóng. Đây là thì hiện tại. Chúng ta đổi qua imparfait là il faisait trop chaud, quá nóng. Câu C, c'est bien la Belgique. Nước Bỉ rất là, la Belgique là nước Bỉ. Nước Bỉ rất là hay.
C'était bien. C'était bien la Belgique. Chúng ta đang kể chuyện quá khứ, chẳng hạn ví dụ dịch đi du lịch cái bên Bỉ và bây giờ kể lại lúc đó rất là tuyệt vời, rất là nước Bỉ rất là đẹp. Câu E, il y a un musée fantastique. Musée là viện bảo tàng, fantastic chúng ta cũng dịch là rất là hay, tuyệt vời đi. Để chúng ta nói là Ilia thì đổi thành Il y avait un musée fantastic. Musée là viện bảo tàng. Và câu cuối, il fait très mauvais en Bretagne. Đây là nói về thời tiết ở bên vùng Bretagne rất rất là xấu. Nói về quá khứ là il faisait très mauvais en Bretagne. Vậy chúng ta thấy là đã đổi từ các cái động từ vô nhân xưng này từ hiện tại qua quá khứ. C'est beau ici, c'était beau ici. Il y a du monde dans ce marché. Il y a du monde, il avait du monde dans ce marché. Il fait trop chaud, il faisait trop chaud. C'est bien la Belgique, c'était bien la Belgique. Il y a un musée fantastique, il y avait un musée fantastique. Il fait très mauvais en Bretagne, il faisait très mauvais en Bretagne. Xin chào.